kính chào và cảm ơn quý vị đã đến với bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tuyết Mai rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong bản tin chiều nay. Bản tin của chúng tôi cũng đang được phát trực tuyến trên các nền tảng số, ứng dụng Hưng Yên TV Go, fanpage tin tức Hưng Yên 24/7 HITV, website hungyentv.vn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay, Hội đồng Hương báo chí văn nghệ sĩ Hưng Yên tại thủ đô Hà Nội gặp mặt Xuân Quý Mão 2023. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam. Sau 25 năm thành lập, Hội đồng Hương báo chí văn nghệ sĩ Hưng Yên tại Hà Nội có trên 300 hội viên đang công tác hoạt động trong các cơ quan báo chí cũng như lĩnh vực văn học nghệ thuật. Những năm qua, các hội viên luôn quan tâm giúp đỡ nhau trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống. Các hội viên tích cực tham gia sáng tác, có nhiều hội viên đạt giải cao tại các cuộc thi báo chí văn học nghệ thuật toàn quốc. Ngoài duy trì gặp mặt thường xuyên, hội còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, nghĩa tình, hướng về quê hương để tuyên truyền, cổ vũ các thành tựu phát triển kinh tế xã hội thông qua các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật. Trong năm qua, chính phủ đã có nhiều chính sách hỗ trợ về thuế cho doanh nghiệp và người dân với tổng số tiền trên 230.000 tỷ đồng. Qua đó, giúp phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần đưa kinh tế tăng trưởng cao nhất trong hơn 10 năm trở lại đây. Năm nay, trước những bất ổn của kinh tế thế giới, chính phủ tiếp tục có thêm các chính sách giãn, giảm thuế để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn, tạo động lực cho phát triển và thực hiện an sinh xã hội. Chính phủ cũng đã ban hành quyết định giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt nước phải nộp của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 và hiện đang xây dựng nghị định về gia hạn thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2023. Luật khám chữa bệnh sửa đổi 2023 được Quốc hội thông qua có quy định một số nội dung mới như tự chủ bệnh viện, quy định cụ thể các nội dung tự chủ về tài chính của các cơ sở khám chữa bệnh, quy định cụ thể hình thức xã hội hóa trong hoạt động khám chữa bệnh. Luật khám chữa bệnh năm 2023 cũng quy định thêm 3 nhóm đối tượng phải có giấy phép hành nghề y áp dụng từ năm 2024, gồm dinh dưỡng lâm sàng, cấp cứu viên, ngoại viện và tâm lý lâm sàng. Mỗi người hành nghề chỉ được cấp một giấy phép hành nghề có giá trị trong phạm vi toàn quốc. Giấy phép hành nghề có thời hạn 5 năm. Theo quy định hiện hành, chỉ có 6 đối tượng phải có chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh là bác sĩ, y sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên, lương y, người có bài thuốc gia truyền hoặc có phương pháp chữa bệnh gia truyền. Vụ xuân năm 2023, huyện Kim Động có kế hoạch triển khai xây dựng khoảng 900 ha lúa theo mô hình sản xuất tập trung, hình thành những cánh đồng mẫu lớn với những giống lúa chất lượng cao. Toàn huyện Kim Động có tổng diện tích gieo cấy khoảng 3.600 ha lúa xuân, trong đó khoảng 900 ha sản xuất tập trung theo quy mô cánh đồng mẫu lớn từ 10 ha trở lên. Tiêu biểu như 100 ha giống lúa Quy Lâm tại xã Vĩnh Xá Toàn Thắng, 100 ha giống TBR225 và giống DH12 tại xã Phú Thịnh, Phạm Ngũ Lão. Cánh đồng mẫu lớn giống Đài Thơm RSB13 tại các xã Song Mai, Hồng An, Nghĩa Dân. Hiện nay, bà con nông dân các địa phương đang tập trung xuống đồng gieo cấy, chủ yếu bằng hình thức gieo thẳng. Đến nay, toàn huyện đã gieo cấy được trên 2.000 ha lúa xuân, đạt tỷ lệ khoảng 60% diện tích. Hai tháng đầu năm, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên đã lập biên bản xử lý gần 850 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, xử phạt hơn 4 tỷ đồng. Số trường hợp vi phạm và số tiền bị xử phạt cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, một số trường hợp điều khiển ô tô bị xử phạt từ 30 đến 40 triệu đồng. Với mục tiêu đề ra là kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông từ 5 đến 10% trên địa bàn. Từ 18 giờ đến 22 giờ hàng ngày, lực lượng Cảnh sát Giao thông đã tập trung tuần tra trên các tuyến quốc lộ và tỉnh lộ. Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục lập các chốt tại khu vực thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ để kiểm soát người điều khiển ô tô, xe máy trong hơi thở có nồng độ cồn. Ngày 10 tháng 2 vừa qua, mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh nữ tài xế ô tô nhãn hiệu Mercedes vừa lái xe vừa sử dụng điện thoại gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã tiến hành xác minh và mời nữ tài xế tên LHN, sinh năm 1996, trú tại Văn Giang, Hưng Yên lên làm việc. Tại cơ quan công an, chị LHN thừa nhận mình là người xuất hiện trong clip nói trên.
Sau khi clip được đăng tải, tôi nhận được dư luận trái chiều nên tự xóa bỏ. Đến nay, tôi đã nhận ra lỗi sai của mình gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông khác nên xin rút kinh nghiệm và không tái phạm. Chị LHN cho biết, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2 đã ra quyết định xử phạt tài xế LHN với các lỗi không thắt dây an toàn khi điều khiển xe trên đường, dùng tay sử dụng điện thoại khi đang lái xe trên đường. Với các lỗi trên, tài xế N bị xử phạt 3,4 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng. Trong báo cáo gửi Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương mới đây, Thương vụ Việt Nam tại Ý tiếp tục cảnh báo các doanh nghiệp Việt phải hết sức cẩn trọng khi ký kết hợp đồng thực hiện giao dịch hàng hóa xuất nhập khẩu ở thị trường này. Qua tổng hợp từ nhiều vụ việc, Thương vụ Việt Nam tại Ý cho rằng có một số hình thức lừa đảo phổ biến như công ty của Ý đã đặt cọc nhận hàng từ công ty Việt Nam và sau đó không trả tiền hàng còn lại. Công ty Việt Nam đã đặt cọc nhưng công ty Ý không thực hiện giao hàng. Bởi vậy, các doanh nghiệp Việt Nam cần sử dụng những phương thức thanh toán an toàn, thường xuyên liên hệ với các thương vụ Việt Nam tại nước ngoài để phối hợp xác minh tính chính xác các thông tin liên quan đến đối tác. Ngày 17 tháng 2, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng Lê Ngọc Hùng và Đào Thị Phượng, Phó Giám đốc chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai huyện Tiên Lữ và Khoái Châu, Trần Thị Tố Uyên, đội trưởng đội tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế trước bạ và thu khác thuộc Chi cục Thuế khu vực thành phố Hưng Yên Kim Động. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên bước đầu xác định, trong khi thực hiện nhiệm vụ, các đối tượng đã nhận tiền trái quy định của một cá nhân để cấp nhanh thông báo nộp tiền thuế sử dụng đất, các loại thông báo nộp thuế khác và xác định số tiền phải nộp thấp hơn khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất để làm nhanh thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất của một cá nhân. Ngày 16 tháng 2, Quốc hội Tây Ban Nha thông báo đạo luật cho phép công dân trên 16 tuổi tự thay đổi giới tính trên giấy tờ mà không cần giám sát y tế. Với 191 phiếu thuận, 60 phiếu chống và 91 phiếu trắng, luật mới được thông qua ở Tây Ban Nha cũng nêu rõ trẻ em từ 12 đến 14 tuổi được phép thay đổi giới tính với sự cho phép của thẩm phán. Trẻ từ 14 đến 16 tuổi được làm điều tương tự với sự cho phép của phụ huynh hoặc người giám hộ. Bộ trưởng Bộ Bình đẳng Tây Ban Nha, người đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thông qua đạo luật nêu trên, phát biểu trước cơ quan lập pháp Tây Ban Nha rằng đạo luật này công nhận quyền tự do thay đổi định danh giới tính của người chuyển giới. Trận động đất kinh hoàng diễn ra ở biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ đã gây ra cảnh tượng tàn phá như ngày tận thế. Hàng chục nghìn ngôi nhà sập xuống, số người thiệt mạng ở cả hai nước đã lên tới hơn 50.000 người. Thế nhưng, có một thành phố ở Thổ Nhĩ Kỳ vẫn đứng vững và gần như không bị ảnh hưởng, dù nằm gần tâm chấn. Erzin, thành phố vẫn nằm cách tâm chấn khoảng 80 km, trong trận động đất vừa qua vẫn đứng vững như một ốc đảo gần khu vực Địa Trung Hải. Giới chức Erzin không ghi nhận bất cứ tòa nhà nào bị sập, cũng như không có người nào thiệt mạng trong thảm họa. Trong khi đó, các thành phố nằm cách xa tâm chấn hơn lại hứng chịu thảm họa kinh hoàng với nhà cửa đổ nát và hàng nghìn người thương vong. Các kỹ sư và nhà khoa học chỉ ra các yếu tố khác, ví dụ như việc thành phố nằm trên khu vực có nền đất rất vững chắc. Điều này kết hợp với việc họ thực hiện nghiêm ngặt các quy định xây dựng, đảm bảo an toàn cho các công trình ở khu vực dễ xảy ra động đất, đã tạo nên sự khác biệt của Erzin với những khu vực khác. Trung tâm dữ liệu băng tuyết quốc gia Mỹ cho biết, băng biển của Nam Cực đã giảm xuống còn 1,91 triệu km2 trong tuần này. Đây là mức thấp nhất kể từ khi dữ liệu được thu thập vào năm 1979. Trung tâm dữ liệu băng tuyết quốc gia Mỹ cho biết thêm, với khả năng chỉ còn vài tuần nữa là bước vào mùa tan băng, mức độ này dự kiến sẽ còn giảm hơn nữa trước khi đạt tới mức tối thiểu hàng năm. Băng biển tan chảy không có tác động rõ rệt đến mực nước biển vì băng vốn đã nằm trong đại dương, nhưng nó góp phần đẩy nhanh quá trình nóng lên toàn cầu. Kỷ lục băng biển thấp nhất từ trước đến nay được thiết lập vào tháng 2 năm 2022, khi diện tích băng nổi trên Nam Cực lần đầu tiên giảm xuống dưới 2 triệu km2. Công ty 1M Robotics của Israel đang đẩy mạnh hoạt động mua sắm trực tuyến bằng cách sử dụng robot thay thế. Những robot này có thể di chuyển quanh kho hàng và lựa chọn các sản phẩm theo yêu cầu của khách hàng. Giám đốc điều hành của 1M Robotics cho biết, để đáp ứng nhu cầu nhận hàng nhanh chóng của khách hàng, công ty quyết định triển khai robot tích hợp trí tuệ nhân tạo, góp phần rút ngắn thời gian giao hàng. Nếu như trước đây, thời gian giao hàng từ 2 ngày xuống 1 ngày, sau đó còn 2 giờ, thì hiện 1M Robotics đang xem xét giao hàng thần tốc chỉ trong khoảng 10 phút.
Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.